Xin chào, chào mọi người. Sao thầy ạ? Sao thầy ạ? Con nha. Ôi mà, con đang khách chứ mọi người. Ừ, con ăn với bà trước đi. Chào nghe cả cho mọi người chào mình nào. Rồi mọi người ơi, hôm nay là mình sẽ ăn coi chừng đỏ hả con? Chồng mình nghĩ ra một cái món rất là phải nói rất là dị hợm. Tàu hủ. Hai ký tàu hủ mọi người. Đó. Cái tài nhỏ xíu này. 2 ký tàu hủ mà sắc ra được nhiêu này nè. Rồi ở đây là kim chi xào. Kim chi xào thịt ba chỉ. Chồng mình xào nè. Đó. Xào cay nha mọi người. Chồng cái món này món mới. Chồng mình nói là để ăn thử, coi thử thách thử ăn hết 2 ký tàu hủ hay không. Rồi ăn thôi. Rồi ăn cùng mình mọi người ơi. 2kg가 많긴 많다. 나. 자. 자원 đang bị bệnh đó mọi người. Không có ăn cay được. Cay quá không con? Biết cay không? Cháu. Này cay. Ừ. Rồi ba ăn nhá. Để này ba ăn nhá cay. Ừ, ba ăn đi. Ba đưa cho ba ăn đi. Cay con. Cay không? Ừ, cay. Ừ. Hai cái món này ăn cùng. Hợp với mọi người. Dâu hơi muốn quay cái ăn ra tiếng đó mọi người. Mà hôm nay không quay gì người. Chắc bữa nào phải quay lại. Rồi. Ừ. Ừ, con chấm đi. Ừ. Cay. Không cay. Không cay cứ. Ta có nên để vào ta. Ăn cái món lạ lạ này mà bắt mọi người ơi. Ngon quá à. Hai ký quá trời nhiều mọi người ơi. Sắc ra hết hồn. Nó vô một cục vậy thôi chứ mà sắc ra nó nhiều vậy đó. Sao ăn hết được. Chán lên nó còn đế. Ừ. Chán nó sẽ bơ được cục đế. Cho quên bệnh cho nên là ăn cháo mọi người. Sao cháo? Không có cho ăn lạnh, ăn nóng. Cái đó rồi ăn cháo còn có. Ừ, bởi vì không có ăn uống sữa được đó bì. Hạn chế uống sữa đó. Ăn cháo còn có được. Ừ. Để mai mốt mẹ quay cho. Mốt con muốn ăn gì mẹ quay cho.
bị bệnh nghệ sĩ hay sao vậy á? Bắt chước ai mà cái tay cứ gờ gờ vô cái. Thật là ý cơ bế. Ý cơ. Cái tay còn phải gờ gờ nhìn nữa. Rồi con xin chào tạm biệt cô chú đây. Xin chào tạm biệt cô chú, bà bé tí tí. Hình là bà chú ấy á, cứ đừng để dù xe hát bà bé. Thả ra nghe nhớ. Thả mất cái suy sức á. Chú ấy tôi thân hình đẹp. Ngon lắm mọi người ơi. Ăn món này vừa rẻ mà vừa tiện nữa. Chị quên hôm nay là chị quên vẫn còn bệnh đó mọi người, cho nên mình không có muốn cho chị quên quay ăn, tại vì bệnh bị bệnh nổi đạn ở trong miệng á, ăn cay ăn nóng nó bị đau á mọi người, cho nên mình không muốn cho quay, nhưng mà chị quên đòi quay thích đó là không con muốn quay cũng quay, nhưng mà quay lên không có ăn được cái này, chỉ ăn được chấm nước tương có chút xíu, giống như lâu quá không cho quay mấy ngày, không cho quay nhớ rồi lại muốn quay lên chút rồi xuống vậy đó, đậm như nhớ nghề. Mình ăn có mấy miếng mà thấy no đó, giờ tới chồng mình phải cán hết cái này. Chồng mình là suy nghĩ ra cái món này cho nên là kệ, ăn sao miễn hết thôi. Con cho thả một con. 먹어도 그대로 있어. 많아, 너 양 너무 많아. 먹어도 먹어도 그냥 그대로 있네. Cũng tài mọi người ha, nhiều người người ta làm mất ba người ăn tài ghê, nhiều thật là nhiều luôn, một mâm gì mà ăn vẫn hết. Thả mọi người là gì? À. Hả? Thả mọi người nè. 이거 남겨 어떡해? 또 끓어? 막 저게 tàu hũ này không ăn được nhiều mọi người ơi. Nó rất là nhanh no. 나 안 사랑해? 안 사랑해. 헐. Giờ này là không có yêu đương gì hết trơn. Bây giờ là lo ăn hết cái mâm này đi rồi tính. Muốn mua cà cạch thế? Ồ. Rồi chạy vậy đó, trời ơi, ăn chừng in cái đó tôi muốn mua anh thế. Ừ, cái đó bỏ sao? In cái đó? Ừ. Chắc ăn được 1 ký mọi người. Hai hộp, nãy đi tới đây chắc ăn được 1 ký đó. Mà công nhận 네 칸이었거든? 응. 근데 두 칸 정도 남았으니까 이거 한 칸인데? 아 이거 하나, 둘, 셋, 네 개 있었거든. 응. Rồi hôm nay là thử thách bị thất bại. Ăn 2 ký tàu hũ nhưng mà cuối cùng ăn được có 1 ký. Master.
Rồi hôm nay mình quay đến đây thôi mọi người ơi. Nhớ nhấn đăng ký kênh ủng hộ gia đình mình nha. Bye bye.